Địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 40 Mời xem đoạn này dưới đây Đây là đoạn thứ hai Chán thân xấu xí Và nhiều bệnh tật Đây cũng là chuyện thường tình của con người Phục thứ phổ quản Nhược hữu nữ nhân Yếm thị xú lậu Đa bệnh tật giả Đây là nói thân tướng của mình chẳng lành đa tật bệnh giả đảng ư địa tạng tượng tiền chí tâm chiêm lễ thực khoảnh chi gian thị nhân thiên vạn kiếp trung sở thọ sanh thân tướng mạo viên mãn trước tiên chúng ta xem đoạn này tướng mạo là do nghiệp lực biến hiện ra nghiệp lực tức là tâm người thế gian xem tướng chấm tử vi đều nói tướng chuyển theo tâm chúng tôi cũng thường hay nhắc nhở các đồng tu tướng chuyển theo tâm thể chất cơ thể cũng chuyển theo tâm không những thân tướng chuyển theo tâm mà môi trường sống của chúng ta cũng chuyển theo tâm Phật ở trên tất cả kinh luận Giáo hóa chúng sanh Đây là khóa trình trọng điểm Cũng là môn học Vô cùng thiết yếu Có ai mà không muốn mình Lìa khổ được vui có ai mà không muốn đời sống của mình hạnh phúc mỹ mãn tất cả chúng sanh xưa nay trong và ngoài nước đều mong cầu điều này đều có nguyện vọng này tại vì sao sự việc thường trái lại với nguyện vọng vậy sự thật hoàn toàn trái ngược lại với nguyện vọng của mình Là do tất cả chúng sanh Không biết sự thật này Được hình thành như thế nào Vì sao xảy ra Đây chỉ nói đến Nguồn gốc của quả báo thiện và ác Những gì chúng ta ngày nay thọ nhận Từ trên sự tướng mà nói là quả báo Quả ác có nhân Nhân thiện thì quả sẽ thiện Nhân bất thiện thì quả sẽ bất thiện thôi Cho nên gieo nhân thiện được quả thiện Tạo ác nhất định gặp ác báo Phật ở trên kinh nghiệp báo sai biệt Giải thích rõ Có 10 loại nghiệp bất thiện phải nhận quả báo xấu xí Nếu như chúng ta ngày nay gặp phải quả báo này Thử nghĩ xem có còn tập khí này hay không Bởi vì trong đời quá khứ tạo những nghiệp ác này Gặp phải quả báo hiện nay Thường thường vẫn còn tập khí sót lại Nếu như tàn dư tập khí này vẫn còn Không thể sửa đổi được Thì chuyển nghiệp là khó khăn rồi Mười loại Nghiệp bất thiện Pháp sư Thanh Lương Trích ra và ghi lại Ở trong chú giải Ở hàng thứ hai Trang 37 Thứ nhất Ưa nổi giận Ưa nổi giận nhất định không phải là việc tốt Không những lúc bạn nổi giận Tướng lúc đó rất khó coi Nổi cơn giận còn tổn thương cơ thể Tổn thương cơ thể gây nên bệnh tật Thân thể bạn nhiều bệnh cho nên bạn nghĩ xem Nói về cái tướng đó có đẹp không Vậy mới biết Nguồn gốc của bệnh tật Và thân hình xấu xí Thứ hai là hiềm hận Trong tâm thường hay ghét bỏ người khác Oán hận, oán trời trách người Tâm trạng này cũng làm tổn thương thân thể Cho nên nếu bạn muốn thân thể khỏe mạnh Mười loại này dùng cách nói hiện nay để nói Gọi là mầm độc Mầm độc trong tâm lý Tại vì sao tướng người ta đẹp Vì thường sanh tâm quan hỷ Khi quan hỷ cái tướng đó rất đẹp còn khi nổi giận tướng đó rất xấu xí chuyển nghiệp là chuyển từ chỗ này lời phật nói quả thật là hợp tình hợp lý chúng ta bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ xem thấy phật nói rất có đạo lý thứ ba là lừa dối người khác mê hoặc người khác đây là nghiệp bất thiện Loại thứ tư Ưa làm cho chúng sanh Sanh phiền não Quấy nhiễu người khác Khiến cho người Thân tâm bất an Loại thứ năm Là không hiếu thuận cha mẹ Loại thứ sáu Là bất Kính thánh hiền bậc thánh hiền có lợi ích lớn đối với xã hội những người này đạo đức học vấn sự hành trì của họ ở trong xã hội đều là tấm gương tốt cho đại chúng ở trong khu vực này quả thật là họ có thể giáo hóa được khu vực này có tác dụng âm thầm thay đổi đối với phong tục nhân tình của khu vực đó bậc thánh hiền tuyệt đối không yêu cầu người khác tôn trọng họ không bao giờ nếu như có mong cầu người khác cung kính cúng dường thì đó là tà đạo rồi nhất định không phải là hiền thánh đó là lừa gạt người ta tại vì sao chúng ta tôn kính họ vậy mục đích của việc tôn kính họ là khuyên bảo đại chúng xã hội học tập theo họ là có ý nghĩa như vậy Chúng ta học Phật Tại vì sao phải tôn kính Phật Phật tuyệt đối không có nói là Quý vị nhất định phải tôn kính tôi Không có lời này Bạn tìm xem ở chỗ nào trong kinh Phật có nói lời này không Chúng ta kính Phật Là giúp Phật hoàn pháp lời sanh Giúp Phật tiếp dẫn đại chúng Đại chúng xã hội không biết cái hay của Phật Không biết được công đức của Phật nhưng họ có thể nhìn thấy được từ trong sự tôn kính của chúng ta bản thân chúng ta biểu hiện ra ở trong xã hội là người thiện tâm thiện người nào được người thiện tâm thiện tôn kính thì người đó nhất định là người tốt mọi người mong muốn gần gũi người tốt mong muốn học tập theo người tốt đó mục đích chúng ta tôn kính là ở chỗ này cho nên nhìn thấy tượng phật chúng ta đảnh lễ người không biết phật pháp nhất định sẽ hỏi tại vì sao anh cung kính đối với người đó như vậy tại vì sao phải lễ bái đối với họ bạn liền đem những đạo lý này nói ra cho họ biết họ mới hiểu ra từ đó cho thấy đó cũng là thuộc về biểu diễn biểu diễn cho những chúng sanh chưa giác ngộ này xem khiến cho họ giác ngộ phật pháp là sư đạo sư đạo là xây dựng ở trên nền tảng của chữ kính này cho nên pháp sư ấn quang nói rất hay một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích chúng ta học phật được lợi ích nhiều hay ít nói lời thành thật không phải ở bên ngoài mà là ở tâm thành kính của mình là bạn có mấy phần tâm thành kính thì bạn được mấy phần lợi ích bạn không có tâm thành kính dù hằng ngày có ở bên cạnh phật cũng không có được lợi ích đây là sự thật năm xưa khi phật còn tại thế đệ bà đạt đa thường ở bên cạnh phật lục quần tỳ kheo cũng thường ở bên cạnh phật tại vì sao không được lợi ích gì vì không có tâm tôn kính ở trong ý nghĩ của họ xem phật cũng như người bình thường không khác gì ta cho nên ở bên cạnh phật mà không được lợi ích gì nếu như tâm chân thành dù không ở bên cạnh phật cũng được lợi ích vì sao vậy y giáo phụng hành những gì phật nói họ thật sự làm được rồi sự thì quá vụn vặt quá phức tạp nắm bắt được cương lĩnh trên sự không làm trái lại cương lĩnh thì giàu được cảnh giới phật tổng cương lĩnh chính là tâm bồ đề Tâm Bồ Đề các vị phải nhớ kỹ Theo cách nói của Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ Là tâm trí thành Tâm sâu lắng Tâm hồi hướng phát nguyện Trên sự tướng Dù càng rươm rà Phức tạp đi nữa Chỉ cần tương ưng với điều này Thì toàn bộ tất cả sự tướng của bạn đều gọi là hạnh Bồ Tát đều quy nạp vào trong lục độ dạng hạnh. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói quên mất tâm Bồ Đề thì tất cả tạo tác đều là nghiệp ma. Thế nào gọi là nghiệp ma? Tất cả những nghiệp mà bạn tạo tác này Nghiệp thiện thì sanh vào ba đường thiện Nghiệp ác thì đọa vào ba đường ác Không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi liền gọi là nghiệp ma tương ưng với tâm bồ đề thì những nghiệp mà bạn tạo là nghiệp bồ tát nghiệp bồ tát gọi là tịnh nghiệp nhất định có thể thoát sanh tử ra khỏi tam giới vậy thì khác nhau rồi cho nên bản thân chúng ta phải thật sự hiểu rõ đời này ở thế gian Hoàn toàn là để biểu diễn Vậy bạn mới là đệ tử của Phật Phật biểu diễn Bồ Tát biểu diễn Đệ tử Phật chúng ta thấy đều tham gia đoàn kịch này Chúng ta đến biểu diễn Biểu diễn cái gì? Không có mình Vô ngã Hoàn toàn là vì người Hoàn toàn diễn kịch theo kịch bản Họ gì sao không tự tại được vậy? là tự tại tùy duyên thì đời sống này sống rất vui vẻ sống thật sự hạnh phúc đừng cho là thật vừa cho là thật bạn chính là phạm phu rồi là tạo lục đạo luân hồi chỉ là biểu diễn cho nên phải sanh tâm cung kính đối với thánh giáo thứ bảy là xâm phạm chiếm đoạt tài sản sự nghiệp của hiền thánh nói đơn giản tức là bạn xâm phạm chiếm đoạt những đồ dùng cần thiết trong đời sống của thánh hiền Tội nghiệp này là rất nặng Không những không cúng dường Mà còn đi giành lấy Còn đi chiếm đoạt chướng ngại họ Hoàng Pháp lợi sanh Loại thứ tám Dập tắt đèn đuốc Trong tháp miếu Phật Ý nghĩa này rất dài Nói trên sự Ở trong tháp miếu Đều có tháp đèn Bạn tắt hết đèn Đây là nói trên sự Nói trên lý thì tháp miếu là đạo tràng Đạo tràng này là để làm sự nghiệp hoàng pháp lợi sanh Đó là nơi phát sáng Mỗi ngày giảng kinh là phát sáng Mỗi ngày niệm Phật là phát sáng Mỗi ngày tham thiền là phát sáng Chỉ cần người ở nơi đó thật sự tu hành Tức là đang phát sáng cho muôn nơi chúng ta nhất định phải nhớ kỹ khi có người nhìn thấy thì người ta được lợi ích khi không có người nhìn thấy thì có quỷ thần nhìn thấy cho nên nho gia nói là thận độc lúc bạn ở một mình cũng không được phóng vật không nên nói không có người nhìn thấy thì có thể tùy tiện một chút không nên không có người hữu hình nhìn thấy nhưng có người vô hình nhìn thấy người vô hình còn nhiều hơn so với hữu hình không biết là gấp bao nhiêu lần chúng ta muốn độ người cũng phải độ quỷ thần chúng ta làm gương tốt cho con người thì cũng phải làm gương tốt cho quỷ thần làm sao có thể phóng vật được chứ tu như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được thành kính ở trước mặt người ta làm ra vẻ này sau lưng người ta lại làm ra vẻ khác là không có thành kính rồi đây là rất nhiều đồng tu tu hành không có cảm ứng tu hành không đạt được quả đức thù thắng mấu chốt là ở chỗ này là không phải dùng tâm chân thành từ đó cho thấy đạo phong và phong cách học tập của đạo tràng vô cùng quan trọng nếu như không có đạo phong và phong cách học tập thì cũng giống như đèn sáng trong tháp miếu bị dập tắt đoạn diệt rồi Cùng đạo lý giống như vậy Nếu như đạo tràng này Thật sự có đạo phong và học phong Trên sự tướng Người đến đạo tràng này Thắp đèn cũng nhiều Người thắp hương cũng nhiều Vì chứng tỏ số người đến tu học cũng nhiều Loại nghiệp nhân thứ chín Nghiệp nhân bất thiện này Là nhìn thấy Những người bần cùng thấp hèn Xem thường họ xanh khởi tâm ngạo mạn đối với họ Lại còn thêm phỉ bán Làm nhục Vậy là quá đổi sai lầm Người học Phật chúng ta Nhìn thấy những người này Nhìn thấy những người bần cùng thấp hèn này ở trong ý nghĩ của chúng ta cũng xem họ như là chư phật mồ tát thị hiện họ bày ra cho chúng ta thấy nói cho chúng ta biết nếu không tu phước huệ thì sẽ gặp quả báo này cũng là đang biểu diễn trên sân khấu Cho nên đối với những người này Chúng ta phải sanh tâm tôn kính Tâm thương xót Tự mình phải biết tu học như thế nào Loại thứ 10 Là tập làm các hạnh ác Và vì ở trong đây là rất rộng Tạo tác đủ thứ hành vi bất thiện Phật nói 10 loại này sẽ gặp quả báo xấu xí. Những nghiệp bất thiện mà trước đây đã tạo, đời này gặp phải quả báo. Quả báo đời này có thể chuyển được hay không? Xin thưa với các vị là chuyển được. Chỉ cần bạn đem những tập khí tật xấu này thấy đều điều chỉnh trở lại, thì tướng mạo sẽ dần dần thay đổi ngay. Tướng chuyển theo tâm, Thật sự có quyết tâm Có nghị lực Sửa chữa lỗi lầm Nói lời thành thật Chỉ từ 3 tháng đến nửa năm Sẽ có hiệu quả thôi Nếu như 3 tháng đến nửa năm Bạn bè không có gặp mặt Vừa gặp mặt thấy chuyển rồi Bạn đã khác rồi Là rất rõ rệt Hằng ngày ở chung với bạn thì không làm sao cảm nhận được khi không thường ở chung với nhau vừa gặp thấy tướng mạo thay đổi rồi có thể làm được ba năm như vậy thì thay đổi rất rõ rệt người thân quyến thuộc của bạn khi hằng ngày ở chung với nhau cũng cảm thấy bạn thay đổi bạn đã khác rồi tướng mạo thay đổi thì thể chất đương nhiên sẽ thay đổi ở trên kinh này Phật cũng nói cho chúng ta biết Mười loại nghiệp Sẽ gặp quả báo nhiều bệnh tật Hai mươi điều này trong chú giải của Ngài Chúng ta cần phải nhớ kỹ nó Nếu nhớ kỹ thì bạn có thể giúp được rất nhiều người Thay đổi những thói quen không tốt của họ thay đổi những quả báo ác này của họ. Loại thứ nhất là ưa đánh đập chúng sanh. ưa ừ thích đánh đập tất cả chúng sanh, đặc biệt là động vật nhỏ. khi nhìn thấy cũng chưa chắc là thấy chướng mắt, nhìn thấy liền thích đập chết nó. Mũi kiến rồi Nhìn thấy liền muốn đập chết nó Phải biết là Tương lai Sẽ bị quả báo nhiều bệnh tật Bạn xem Ấn Quang Đại Sư Là người đáng để chúng ta học tập Đức thân Ngài làm gương cho chúng ta xem Ở trong Phật Pháp Gặp phải những con vật này Không phải đập chết nó mà đuổi chúng đi, mời chúng nó đi. Nhưng ấn quang đại sư ngài không đuổi chúng đi. Trong truyện ký của lão pháp sư nói, thì giả của ngài nói có người nhìn thấy trong phòng của lão pháp sư. có bọ chét Có mũi, họ muốn đuổi chúng thay cho Ngài Nhưng Lão Hòa Thượng không cho phép Ngài nói đừng nên đuổi nó Người ta hỏi gì sao? Ngài nói đức hạnh của tôi chưa đủ Có chúng ở đó rất tốt Thường xuyên cảnh tỉnh mình Đức hạnh của tôi không thể cảm hóa được chúng Chúng ở đó là cảnh tỉnh tôi, cảnh sách tôi. Lão Hòa Thượng không đuổi đi. Nghe nói Pháp Sư Ấn Quang sau 70 tuổi thì những con vật này không còn nhìn thấy nữa. vốn dĩ trong phòng này có mũi, có bọ chét, có ruồi, có những con vật này. Khi Lão Hòa Thượng vào trong đó ở, thì những con vật này đều dời nhà, đều đi hết. Từ đó cho thấy Tu dưỡng đức hạnh của mình Rất quan trọng Có chúng quấy nhiễu Là cho thấy đạo đức của mình chưa đủ Không có đạo đức Chúng mới quấy nhiễu Chân thật chịu tu dũng mãnh tinh tấn Muốn biết đạo đức của bạn có thành tựu hay không Hãy thử xem những độc nhật nhỏ này Có còn hay không Nếu như quả thật không có Là chứng tỏ bạn tu hành có công phu Vẫn còn những thứ này quấy nhiễu Chứng tỏ công phu của bạn chưa đủ Người tu hành chân thật Họ sẽ không quở trách ngoại cảnh Mà tất cả quay trở về nội tâm Quay về chính mình Bản thân mình bất thiện chúng đến quấy nhiễu xâm phạm là đúng rồi không có gì đáng trách cho nên đây là việc cần phải ngăn trừ loại ác nghiệp thứ hai khuyên và ra lệnh người khác đánh tuy mình không đánh mà bảo người khác đánh loại thứ ba là khen ngợi cách đánh Khen ngợi cách đánh của họ Hay quá đánh hay quá Thấy người ta đánh sanh tâm quan hỷ Trong 10 điều này Đến bốn điều đều là nói Đánh hại chúng sanh Chúng ta đều có tập khí này Nhìn thấy trẻ con đập ruồi Hay lắm, đập hay lắm Đều khen ngợi đâu có biết là sẽ gặp quả báo nhiều bệnh tật tạo nghiệp nhân này phải bị quả báo này điều thứ năm là làm não loạn cha mẹ làm cho cha mẹ sanh phiền não khiến cha mẹ thân tâm bất an thứ sáu là đối với thánh hiền khiến bậc thánh hiền sanh phiền não cũng khiến cho họ bất an loại thứ bảy thấy kẻ oán bị bệnh khổ sanh tâm vui mừng nhìn thấy người gây khó dễ với mình người mình ghét bị bệnh liền sanh tâm vui thích loại thứ tám thấy kẻ oán khỏi bệnh sanh tâm không vui kẻ thù người mình ghét họ khỏi bệnh rồi mình thấy không vui ở chỗ này chú trọng oan gia là người bạn ghét người bạn không thích thứ chín đối với bệnh của kẻ oán cho thuốc không đúng oan gia bị bệnh bạn đi cho họ thuốc tặng thuốc cho họ thuốc này không phải trị bệnh của họ làm cho bệnh của họ nặng thêm hay nói cách khác Là bạn đi hại họ Chứ không phải giúp đỡ họ Là làm sự việc này Thứ 10 Ăn no chưa tiêu Lại muốn ăn nữa Bạn ăn rất no Vẫn chưa có tiêu hóa xong Nhìn thấy đồ ngon Còn muốn ăn nữa Đây là bệnh từ miệng vào Trong 10 điều Thì chín điều phía trước Là bạn tạo ác nghiệp điều sau cùng lại là ăn uống là không biết vệ sinh ăn uống mà chiêu cảm nên quả báo bệnh tật mười điều là gặp phải quả báo xấu xí mười điều là gặp phải quả báo bệnh tật chúng ta nhất định phải biết Cách sám hối của Ngài Đảng ư địa tạng tượng tiền Chí tâm chim lễ Thực khoảnh chi gian Là nói trong thời gian ngắn Thời gian Ngắn ngủi Nghiệp báo này có thể chuyển trở lại được Chí tâm chim lễ đây là phương pháp tu học Mấu chốt là ở hai chữ chí tâm Chí tâm là chân tâm Trong khoảng thời gian Chim ngưỡng đánh lễ sửa chữa lỗi lầm Tu học Pháp môn địa tạng Bồ Tát địa tạng Là từ bi cùng tột trong tất cả bồ tát tuyệt đối chẳng thua kém bồ tát đại từ đại bi quan thế âm điều này phải biết địa tạng là đại biểu cho từ bi căn bản quan âm là đem từ bi phát huy rạng rỡ Ở chỗ này Chí tâm chim lễ Là không phải đến nơi đó Một cách cung kính hàng ngày đi lễ bái Thì nghiệp chướng được tiêu trừ Lễ bái đương nhiên là việc tu học Trên sự tướng Là trên hình tượng Điều quan trọng nhất Là phải học Phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng phải học chủ tâm của Bồ Tát Địa Tạng Phải học cách làm người của Bồ Tát Địa Tạng Phải học cách Đối nhân xử thế của Bồ Tát Địa Tạng Đây là trí tâm chiêm lễ chân thật Nếu bạn có thể phát tâm nguyện lớn này Tâm nguyện này thanh tịnh, khẩn thiết Có quyết tâm, có nghị lực làm theo Thì bạn chuyển nghiệp lực sẽ rất nhanh Thị nhân thiên vạn kiếp trung Sở thọ sanh thân tướng mạo viên mãn Ở trong chú giải Tuy là không nhiều Nhưng hai câu phía trước này rất quan trọng Thử hiểm tạm thời Chim lễ công đức Bất khả tư nghị sau khi tạm thời phát tâm có phải cái tâm này sẽ mất hay không ở chỗ này có hai tầng ý nghĩa ở trong đó tạm thời phát tâm trong nghìn muôn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo viên mãn Chúng ta có thể tin được Thật sự trong thời gian Khoảng chừng một bữa ăn Nhưng nghiệp báo hiện tiền không thể thay đổi Ác nghiệp hiện tiền Phải báo hết rồi Thì quả báo Chí tâm Chim ngưỡng đảnh lễ Mới có thể hiện ra Thế thì không biết Phải đến đời nào kiếp nào là giống như trong kinh pháp hoa nói một lần xưng nam mô phật cũng là nhân của thành phật đạo chính là cái ý nghĩa này đây là lúc phật còn tại thế thu nhận một người xuất gia người nào xuất gia trong thời còn phật đều có đại thiện căn không có thiện căn sao có thể xuất gia được chứ phật nhìn thấy người này đến cầu xin xuất gia liền bảo những vị la hán nhưng ngài xá lợi phất một kiền liên xem người này có thiện căn hay không những gì này vừa nhìn vì những gì này đều có thần thông thần thông của a la hán có thể thấy được 500 đời dùng thiên nhãn thông túc mệnh thông nhìn thấy người này trong 500 đời này không có thiện căn liền thưa với phật không thể xuất gia họ sao có thể xuất gia được chứ nhưng phật đã thu nhận họ phật nói cho những người đệ tử này biết người này lúc vô lượng kiếp về trước đương nhiên a la hán không có năng lực này vô lượng kiếp về trước ông là người tiều phu đốn củi gặp phải con hổ trên núi con hổ muốn ăn thịt ông ông liền treo lên cây kêu lên một tiếng nam mô phật là nhờ thiện căn này Ngày nay duyên chín mùi rồi Đến chỗ của ta Ta liền cạo đầu xuất gia cho ông ấy Là giống như cái ý nghĩa này Một tiếng đó Một lần xưng Nam Mô Phật Thời gian của một lần xưng Nam Mô Phật rất ngắn Khoảng chừng một bữa ăn Thời gian trong khoảng một bữa ăn Chỉ tâm chiêm ngưỡng Đánh lễ địa tạng Bồ Tát Đương nhiên có thể được cái quả báo này nếu như họ có thể niệm niệm tương tục vừa mới nói là noi theo hạnh nguyện của địa tạng bồ tát thì trong đời hiện tại này họ sẽ chuyển đổi ngay không cần đợi đến đời sau đời này đã chuyển rồi là chuyển đổi nhanh vô cùng hai mươi loại ác hạnh mà trên kinh này nói toàn bộ đều sửa đổi hết sửa đổi triệt để thì họ chuyển đổi rất nhanh Xin xem tiếp đoạn này dưới đây Thị xú lậu nữ nhân Như bất yếm nữ thân Tức Bách thiên vạn ức sanh trung Thường vi vương nữ nãi cặp vương phi tế phụ đại tánh đại trưởng giả nữ đoan chánh thọ sanh chư tướng viên mãn đây là nói họ không nhàm chán thân nữ họ sẽ được thân tướng vô cùng đoan trang xinh đẹp hơn nữa là sanh vào gia đình tôn quý đây chính là chúng ta hiện nay gọi là Sanh trong gia đình Danh gia vọng tộc Được phước báo nhân thiên Sau cùng tổng kết Do chí tâm cố Chim lễ địa tạng Bồ Tát Hoạch phước như thị ở trong chú giải của pháp sư Thanh Liên cũng đặc biệt nói với chúng ta hai chữ chí tâm. Nghĩa sâu ý nặng thông suốt trước sau. Chớ có xem thường. Để chuyển quả báo của con người muốn đạt đến thành kính không phải là chuyện dễ. Chuyển nghiệp báo của mình không phải là chuyện dễ dàng. Nay được phước báo ấy Nhờ chí tâm mà đạt đến thành kính Chí tâm là tâm thành đến cùng cực vậy Mấy câu nói này vô cùng quan trọng Lễ Phật Cũng phải xử lý viên dung Thì chúng ta mới nhận được lợi ích chân thật. Mấu chốt là ở trí tâm. Trí tâm là chân tâm, dùng tâm chân thành mà học tập. Cho nên cái tâm này thông suốt trước sau. Trước sau không phải là nói một đoạn này. Nói một cách sâu xa là quán triệt toàn kinh Chúng ta ở phía trước xem thấy Trong nhân địa trước đây Của Bồ Tát Địa Tạng Ngài làm Đại trưởng giả Làm nữ bà La Môn Làm quan mục nữ Đời đời kiếp kiếp Không từ bỏ bổn nguyện Không chỉ là không từ bỏ Mà còn thường xuyên phát nguyện này Ngài là chân thật phát Chúng ta cũng đang học đáng tiếc là chúng ta học không nghiêm túc mỗi thời khóa sớm tối mỗi ngày đều phát nguyện cũng đã phát nguyện rồi nhưng chỉ phát ở ngoài cửa miệng chứ chưa thành hiện thực sau khi niệm xong lập tức liền quên mất cho nên nó không khởi tác dụng Đây là nguyên nhân gì? Không phải là trí tâm Chỗ này mấu chốt Là ở trí tâm Không phải thật tâm phát nguyện Giống như chúng ta bình thường Miệng mà cứ đọc xuông như vậy là không được Chúng ta tự mình phản tỉnh lại phải sửa lỗi, giúp đỡ người khác, phải đem sự lý này giảng cho rõ ràng, minh bạch, nhắc nhở họ. Họ có thể quay đầu thì họ sẽ được phước. Họ không thể quay đầu thì cũng đã gieo trồng thiện căn trong a la gia thức của họ rồi. bản thân chúng ta phát nguyện tiếp nối huệ mạng Phật, hoàn pháp lợi sanh. Chúng ta trong đời này lựa chọn ngành nghề này nhất định phải làm tốt công việc bổn phận của mình. Đó chính là niệm niệm không từ bỏ chúng sanh, niệm niệm giúp đỡ tất cả chúng sanh. có được chánh tính chánh giải chánh hạnh vậy chúng ta chọn ngành nghề này mới không cô phụ đức phật ngành nghề này là sự nghiệp của phật là gia nghiệp của như lai chúng ta chọn là ngành nghề này nó là vô cùng thù thắng trong tất cả các ngành nghề thế gian và xuất thế gian. Nếu như không phải dùng trí tâm, thì làm sao có thể làm được chứ? Quả đức trên kinh nói, chúng ta tin được. Vì sao vậy? Nhân thù thắng. Thì không thể hoài nghi quả báo này Dưới đây, đoạn thứ tư này là Kỷ Nhạc Tán Cúng Phước Mời xem Kinh Văn Phục thứ phổ quản, như hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, năng đối Bồ Tát, tượng tiền tác chư Kỷ Nhạc ca vịnh tán thán hương hoa cúng dường nải chí khuyên ư nhất nhân đa nhân như thị đẳng bối hiện tại thế trung cập vị lai thế thường đắc bách thiên quỷ thần nhật dạ hộ vệ bất lệnh ác sự triếp văn kỳ nhĩ hà huống thân thọ chư hoạnh Trong đoạn chú giải này nói Văn chia thành hai đoạn Trước tiên Nói người năng cúng Sau đó mới nói Phước báo mà họ đạt được Cúng dường này là gì? Là kỹ nhạc ca múa Trong Phật Pháp chúng ta biết Trong Pháp Đại Thừa có Còn trong Pháp Tiểu Thừa thì không có Phật Thuyết Pháp Đại Thừa Bạn xem Chư Thiên Cúng Dường Thiên Nữ Rải Hoa Thiên Nhân Cũng dùng ca múa Âm nhạc để cúng dường Đặc biệt Rõ ràng là giống như Những biến tướng đồ Trên bích họa Ở động Đôn Hoàng Hay Vân Cương Trung Quốc Thế tôn giảng kinh thuyết pháp Của những người này cúng dường Trong nhân gian Diễn biến thành cái gì vậy Diễn biến thành hát kịch Cúng dường Phật Bồ Tát Ở trong chùa miếu Phật Bồ Tát Rất nhiều chùa miếu Ở phía trước Đại điện Phật Bồ Tát có sân khấu Đó là chuyên để cho những người phát tâm Làm các loại kỹ nhạc ca múa khen ngợi cúng dường Phật Bồ Tát Diễn những màn kịch này Nói thật ra Đây là hiểu sai đi ý nghĩa Diễn kịch không cần diễn cho phật bồ tát xem mà diễn kịch là để cho một số đại chúng đến xem không cần phải ở trước phật bồ tát nói thật ra ở trong đạo trà có thể dùng phương pháp này để tiếp dẫn một số chúng sanh thế nhưng những vở kịch ca múa hiện nay không nên cúng dường phật bồ tát kiểu cúng dường phật bồ tát này là có tội lỗi rồi những vở kịch vào thời xưa có một số có thể cúng dường phật bồ tát vì sao vậy nội dung vở kịch đó đều là để dạy người kịch thời xưa nội dung của nó phải là có bốn chữ trung hiếu tiết nghĩa đều là khuyên dạy chúng sanh giáo dục thời xưa không có phổ cập họ dùng phương pháp gì để giáo hóa đại chúng xã hội vậy dùng kịch tuồng trước đây là xã hội nông nghiệp bận rộn mùa màng xong thì thời gian nhàn rỗi rất dài họ dùng những cách thức biểu diễn nghệ thuật này để khuyên bảo mọi người sống trung hiếu tiết nghĩa. Biểu diễn ra đều là nhân duyên quả báo. Người thiện sau đó có quả báo thiện, người ác nhất định gặp ác báo. Là biểu diễn những điều này. Cho nên phần đông quần chúng chưa từng đọc sách, chưa có tiếp nhận giáo dục tốt. Nhưng họ biết những nguyên lý, nguyên tắc làm người làm việc họ học được từ đâu phần lớn từ thuyết thư nghe kịch là học được từ trong đây cho nên trước đây giải trí là giáo dục chứ không phải đơn thuần là giải trí trọng điểm chính là ở giáo dục ở trong phật pháp cũng dùng phương thức này để đạt đến mục tiêu giáo dục của phật đà cho nên bạn xem trong phật pháp xem trọng pháp tượng trưng của nghệ thuật hiện nay phật pháp suy rồi không phải không có nguyên nhân trước đây phật pháp hưng thịnh nói lời thành thật nhân tài hạng nhất cao nhất của thế gian đều ở trong phật pháp đều xuất gia đều là làm pháp sư pháp sư là nhân tài hạng nhất của thế gian cho nên người xuất gia làm thầy của đế dương Không phải người bình thường có thể tùy tiện xuất gia được. Thời tùy đường, người xuất gia phải trải qua các kỳ thi cử. Hàng mục thi cử trước tiên phải thi pháp thế gian. Tiêu chuẩn của pháp thế gian tương đương với tiến sĩ. Hay nói cách khác, học vấn thế gian bạn phải đạt đến cái tiêu chuẩn này sau đó mới thi Phật pháp thi đậu thì hoàng đế mới phát bằng cho bạn bằng đó gọi là độ điệp bạn cầm được tấm bằng này bạn đi tìm đạo tràng nào có duyên pháp sư nào có duyên thì xuất gia với họ nếu bạn không có tấm bằng này nếu người nào thu nhận bạn xuất gia thì họ phạm pháp họ thu nhận bạn nhất định phải có độ điệp do hoàng đế ban cho bạn độ điệp hoàng đế ban cho bạn nghĩa là thừa nhận học vấn nước hạnh pháp học thế gian và xuất thế gian của bạn có thể làm thầy của tôi bạn nói thân phận của họ cao biết bao họ vừa cạo đầu xuất gia thì quan chức địa phương phải đặc biệt cung kính đối với họ là thầy của vua mà cho nên nội dung của giáo hóa là vô cùng đặc sắc bạn xem trước đây những văn tự này Kể tụng ca từ Tán tháng Làm rất hay Không phải người bình thường có thể sáng tác được Tốt rồi hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến chỗ này A-di-đà-phật à, Cử dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A-móc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến Hương Linh Nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện Hương Linh Nương nhờ Phật lực Tội diệt Phước Sanh Tóc xả Mê Đồ Tảo trăm Phật Quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật No.